Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Nữ Hiệp Chậm Đã của tác giả Quan Quan Công Tử. Tập 40, chương 391, Dung Mỹ Nam Kế 2. Đạp đạp, hiệp khách mỹ nhân bay dưới ánh trăng vốn nên là cảnh tượng phi thường lãng mạn, nhưng bên ngoài lại mưa to. Đông Phương Ly Nhân không kịp đề phòng bị ôm ra ngoài, hạt mưa chạm mặt, tức giận đến ngay cả chuyện bị nam nhân ôm đều quên, đưa tay nện vào ngực Dạ Kinh Đường, ngươi làm cái gì? Trời mưa lớn như vậy, ngươi không thể đi cửa chính. Dạ Kinh Đường cũng cảm thấy trời mưa rất sát phong cảnh, nhưng hắn không có cách, cưỡng chế làm ra vẻ tiêu dao hiệp khách. Chuồn chuồn lướt nước lên xuống trên mặt hồ, dùng tay áo tàn khuyết không đầy đủ che gió che mưa cho ngây ngốc trong ngực, không sao, ta che cho ngươi. Đông Phương Ly Nhân bị bạn trai lãng mạn nhưng thật chất là đầu óc không được bình thường này làm cho tức giận không nhẹ. Thầm nghĩ nếu như còn dãy dụa nữa thì hai người sẽ phải rơi vào trong hồ nước, cho nên chị có thể vùi đầu vào trong ngực của Dạ Kinh Đường tránh nước mưa, bực tức nói, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ta không biết nha. Dạ Kinh Đường ôm ngây ngốc dáng người cực tốt, lên xuống trên mặt hồ, nhanh chóng xuyên qua Minh Long Đàm. Cũng không dừng lại mà nhặt lấy một cây dù hoa đã được hong khô ở trong phòng của cung nhân, che dù nhảy lên cung các. Đông Phương Ly Nhân bị ôm eo nhỏ, lên xuống trên cung thành. Có dù che mưa che chắn cũng đỡ hơn một chút nhưng mà trong lòng vẫn rất là tức giận, dương mắt lạnh lùng nhìn Dạ Đại Công Tử, ngươi định đi chỗ nào? Bắt bản vương rời cung. Dạ Kinh Đường cũng không biết mình muốn đi đâu, giả vờ ra vẻ mặt thần thần bí bí muốn cho ngây ngốc kinh ngạc, qua lại trên cung các. Đông Phương Ly Nhân thấy vậy thì trong lòng cũng có chút hứng thú muốn xem thử xem rốt cuộc là Dạ Kinh Đường muốn dẫn nàng đi xem cái gì, cho nên cũng không nói gì thêm nữa. Bởi vì bị ôm bay không thể giữ vững được cân bằng cho nên nàng khoát tay lên trên vai của Dạ Kinh Đường, đưa mắt nhìn quanh cung thành. Dạ Kinh Đường biểu cảm lạnh lùng bất phàm, trong lòng thì hoảng muốn chết. Vừa rồi đánh ngã Tào Công Công, sau đó bởi vì sợ Cửu Thiên Hợp nổi điên trên Minh Long Lâu, khiến cho mấy người Lạc Nữ Hiệp chấn kinh, cho nên mới ra lệnh cho Chim Chim về trước bảo đảm bình an. Không có Chim Chim tương trợ, Dạ Kinh Đường cũng không biết được xung quanh có gì đặc biệt, có thể giải thích cho việc hắn đội mưa ôm ngây ngốc chạy đến đây. Nhìn quanh một lát, sau đó Dạ Kinh Đường phát hiện bên ngoài cung thành có ánh đèn đuốc trùng thiên, trong lòng khẽ động, vội vàng lao vùn vụt ra khỏi trường nhạc cung, đi tới tường cung ngoài hoàng thành. Đạp, hai bóng người ôm ấp nhau che chung một cây dù rơi xuống cửa Chu Tước Môn. Ngoài cửa thành là một đường phố rộng chừng 40 trượng, cũng là con đường trung tâm của Vân An Thành. Từ đây có thể nhìn thấy cửa nam của kinh thành, hai bên đường phố là ánh đèn sáng chói, nhìn qua màn mưa thì cảnh sắc cực kỳ đẹp đẽ. Đông Phương Ly Nhân đứng ở trên đỉnh cửa thành lâu, nhìn Vân An phồn hoa trong mưa đêm, trong mắt hiện ra mấy phần kinh diễm, đứng dưới dù đưa mắt nhìn ra xa, ngươi cũng biết tìm chỗ lắm. Dạ Kinh Đường lúc đầu chỉ tùy tiện tìm một chỗ, nhưng đứng trên hoàng thành, nhìn xa ra toàn bộ kinh thành. Cảm giác trong thiên hạ này ngoài ta ra thì còn ai nữa khiến cho người ta cảm thấy rất là hăng hái. Dạ Kinh Đường che dù cho ngây ngốc, nghiêng đầu nhìn về phía xinh đẹp động lòng người bên cạnh mình, cười nói, thích không? Đông Phương Ly Nhân gật đầu, đang muốn nói chuyện thì lại phát hiện ra Dạ Kinh Đường vẫn còn đang ôm eo của nàng, ánh mắt có chút lạnh lẽo. Dạ Kinh Đường nhanh chóng buông tay ra, đổi thành bốn thế đứng chắp tay. Lúc này nàng mới hài lòng nhìn cảnh đêm Vân An, phong cảnh cũng không tệ. Ngươi dẫn bản vương tới đây là muốn làm cái gì? Dạ Kinh Đường cũng không muốn làm chuyện xấu hổ gì đó với ngây ngốc, chỉ là không muốn ngây ngốc lo lắng khi nhìn thấy dáng vẻ nửa chết nửa sống của Ngọc Hổ mà thôi. Hắn suy tính một hồi rồi nói, điện hạ ngắm cảnh với ta một chút, coi như đó là phần thưởng dành cho ta có được hay không? Đông Phương Ly Nhân cảm thấy nói như vậy rất là ám muội, có chút mạo phạm nhưng nàng lại không tức giận một chút nào. Dù sao xem công danh lợi lộc như giày rách, chỉ mong đổi lấy một tiếng cười của giai nhân, nam nhân ngu như vậy, có cô gái nào ghét hẳn cho được. Đông Phương Ly Nhân nháy nháy mắt, không có từ chối, nhưng mà vẫn nói, nể tình về việc cái sắc lang nhà ngươi lần này lập công lớn cho nên bản vương không tính toán những tiểu tiết này với ngươi. Bản vương thưởng phạt phân minh, thứ nên cho ngươi mà ngươi không lấy thì vẫn sẽ cho ngươi, kể từ ngày mai trở đi thì ngươi chính là phó chỉ huy sứ Hắc Nha, hưởng đãi ngộ võ chức chính tứ phẩm.
Dạ Kinh Đường có chút chần chừ, ta làm việc vẫn được, nhưng không biết làm quan. Cho ngươi một thân phận chính thức mà thôi, cũng không phải là muốn cho ngươi ngồi ở nha môn quản lý người khác. Có chuyện thì ngươi đi làm, còn không có chuyện thì ngươi ăn lương rồi làm việc cũng được, bản vương cũng sẽ không trách phạt ngươi. Chương 392, ta bảo ngươi thôi là ngươi cũng dừng. Vậy là tốt rồi. Đông Phương Ly Nhân hừ một tiếng lạnh nhạt, vì không để cho nước mưa dính vào áo mãng bào, nàng dựa sát vào người Dạ Kinh Đường, yên tĩnh nhìn cảnh đêm vân an. Dạ Kinh Đường cảm thấy nếu chỉ đứng như vậy thôi thì có chúng không đủ, sau đó đưa dù cho ngây ngốc, hai tay khép lại, đưa lên miệng thổi một bài, ô ô ô. Làn điệu Đại Mạc vang lên, Đông Phương Ly Nhân ánh mắt khẽ động, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc như lạc ngưng. Đông Phương Ly Nhân che dù cho Dạ Kinh Đường, con ngươi sáng lấp lánh lắng nghe một lát, sau đó cũng hát theo, ừm hừ hừ. Mặc dù Đông Phương Ly Nhân bình thường nói chuyện rất bá khí, giọng ngự tỉ, lại cao lãnh, nhưng hát điệu hát dân gian lại cực kỳ êm ái êm tai. Dạ Kinh Đường dừng thổi, đảo mắt nhìn về phía nữ vương gia toàn thân quý khí bên cạnh, điện hạ cũng biết khúc nhạc này. Đông Phương Ly Nhân trong mắt hiện ra vẻ kiêu ngạo, bản vương cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, điệu hát dân gian xa châu người người đều biết, ngươi muốn lừa gạt bản vương. Dạ Kinh Đường cười, không còn múa dìu qua mắt thợ, đứng chắp tay chăm chú nhìn ngây ngốc hát điệu hát dân gian. Hừ hừ. Mưa to đổ vào cổng thành nguy nga, vô số đèn cung đình chập chờn dưới mái cong. Nam nữ trẻ tuổi dung mạo tuyệt thế đứng ở đỉnh cao nhất cửa thành lâu, tựa sát vào nhau dưới dù hoa. Hạt mưa rơi vào mặt dù, tạo thành màn mưa xung quanh hai người, giọng ngâm uyển chuyển của nữ tử từ vọng ra, tiêu tán trong màn mưa, toàn bộ thế giới tựa như chỉ còn lại hai người đang đứng dựa vào nhau. Nữ tử ngắm nhìn khói lửa toàn thành, mà nam tử thì nhìn nữ tử không chuyển mắt. Đông Phương Ly Nhân hát trong chốc lát, phát hiện Dạ Kinh Đường vẫn luôn nhìn nàng thì không tự chủ được mà đứng thẳng lên một chút, sau đó sắc mặt cũng dần dần trở nên đỏ lên. Mặc dù nàng không muốn thừa nhận nhưng tình cảnh của hai người bây giờ giống như là nam nữ đang lén lút hẹn hò. Từ tiểu thuyết thì đợi lúc nữa cái tên sắc phôi này sẽ đến ôm bản vương hôn môi vươn đầu lưỡi, còn đưa bàn tay vào trong quần áo để sờ mó ngực của bản vương. Đông Phương Ly Nhân gần đây bù lại kiến thức, còn biết được quá trình hẹn hò của cô nam quả nữ, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Dạ Kinh Đường, cũng không biết là đang đề phòng hay là đang chờ đợi. Dạ Kinh Đường cảm thấy hẳn là ngây ngốc nghĩ sai, nếu là bình thường thì ngắm cảnh ở chỗ này không có vấn đề gì, nhưng Ngọc Hổ thương thế chưa lành, một người ngâm trong bồn tắm xảy ra chuyện thì phiền toái. Cho nên bầu không khí rõ ràng không có tô đậm đúng chỗ, Dạ Kinh Đường vẫn giơ tay lên, vòng qua sau lưng ngây ngốc, động tác như là muốn ôm. Quả là thế. Đông Phương Ly Nhân phát hiện Dạ Kinh Đường làm đúng theo quá trình thật, vội vàng dừng ngâm nga, ánh mắt cảnh giác nói, sắc trời không còn sớm, chúng ta trở về đi. Dạ Kinh Đường khẽ cười một tiếng nói, được, ta đưa điện hạ về vương phủ. Nói xong ôm eo ngây ngốc, mũi chân điểm nhẹ nhảy xuống cửa thành, đi thẳng về Minh Ngọc Lâu cách Hoàng Cung cũng không xa. Đông Phương Ly Nhân cảm thấy Dạ Kinh Đường đang bẫy nàng, cho nên ven đường rất là cẩn thận, vẫn luôn chú ý xem tay của Dạ Kinh Đường có sờ loạn hay không. Kết quả Dạ Kinh Đường rất quân tử, trừ ôm che gió che mưa ra thì cũng chưa từng làm chuyện gì quá đáng. Chỉ trong chốc lát đã đi tới con đường chính dẫn tới vương phủ, từ ngoài tường rào nhảy qua, đi tới hậu hoa viên dưới Minh Ngọc Lâu. Đạp! Hai người đáp xuống đất, Dạ Kinh Đường buông lỏng tay ra, điện hạ, nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai ta sẽ tới bái phỏng. Hừ! Đông Phương Ly Nhân thấy Dạ Kinh Đường định rời đi thật thì có chút bối rối, đoán chừng là nàng đang nghĩ. Bản vương mặc dù không có để ngươi được như ý, nhưng sao ngươi lại không dựa theo quá trình, lại muốn nhanh chóng trở về như vậy. Trong sách cũng không có viết như vậy, những lời này lại không thể nói rõ ra được, Đông Phương Ly Nhân hơi sửa sang lại vạt áo. Dò xét Dạ Kinh Đường, quần áo ngươi rách, đi lên ngồi một chút, bản vương tìm một bộ quần áo lành lặn cho ngươi mặc. Dạ Kinh Đường xem tạp thư nhiều năm, biết nói như vậy có ý gì, bây giờ mà đi lên thì nói không chừng sẽ xảy ra chút chuyện gì đó. Nhưng mà trong cung còn có một Ngọc Hổ nửa chết nửa sống, rời khỏi đó lâu đúng là không ổn, chỉ có thể từ chối, không sao, ta về thay một bộ khác cũng được, điện hạ nghỉ ngơi sớm đi. Đông Phương Ly Nhân thấy Dạ Kinh Đường khăng khăng muốn đi, đêm hôm khuya khoắt nàng cũng không tiện kéo hắn vào trong phòng của mình. Nàng cũng không nói nhiều nữa, làm ra dáng vẻ nữ vương gia ung dung không vội lãnh khốc, quay người đi vào cửa lớn Minh Ngọc Lâu. Trước khi đi vào cửa, Đông Phương Ly Nhân lại quay đầu nhìn. Dạ Kinh Đường đã rời đi,
dần dần biến mất trong màn mưa. Đông Phương Ly Nhân chớp chớp mắt, trong lòng cảm thấy là lạ, có chút mất mát. Đứng ở cửa ra vào thật lâu, cho đến bóng dáng của Dạ Kinh Đường biến mất ở trong màn đêm. Xác định sẽ không chơi chiêu hồi mã thương mang tới một kinh hỉ cho nàng, Đông Phương Ly Nhân mới khẽ thở dài, dầu dĩ không vui đi về phía cầu thang. Nhưng mà đi được mấy bước, Đông Phương Ly Nhân lại dừng lại, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, có phải là bản vương đã quên gì đó rồi hay không, Thái Hậu. Đông Phương Ly Nhân khẽ vỗ trán, nhớ tới địa đạo đào trong Phúc Thọ Cung, Thái Hậu nương nương không thể nào ở đó đó, hôm nay nàng lại quá bận, ném Thái Hậu nương nương tới Ngự Hoa Viên tự đi dạo. Nói làm xong việc sẽ đi tìm Thái Hậu nương nương, bị Dạ Kinh Đường quấy rầy một cái, quên hết. Bây giờ cũng đã về nhà rồi, nếu còn vào cung thì quá rườm rà. Thái Hậu nương nương biết hôm nay nàng bận, phát hiện nàng không đến hẳn cũng phải biết tự mình về Thừa An Điện nghỉ ngơi. Đông Phương Ly Nhân ngẫm lại một hồi rồi ném mẫu hậu sang một bên, đi lên cầu thang, tiếp tục suy nghĩ vậy ánh mắt thích một người không giấu được của Dạ Kinh Đường lúc nãy. Hừ, dám thầm mến bản vương, coi là bản vương nhìn không ra, không so đo với ngươi mà thôi. Các bạn đang nghe chuyện Nữ Hiệp Chậm Đã của tác giả Quan Quan Công Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 393, quay trở lại tẩm cung của Hoàng đế. Gan to bằng trời, xa xa xa, mưa rơi mái cong, đèn cung đình giữa hành lang hơi chập chờn. Thái hậu nương nương mặc váy phượng đỏ sậm, ngồi trên một bộ liễn khắc hoa, cầm sách vở trong tay, lấy tay áo che khuất tên sách. Mắt hạnh sáng lấp lánh chăm chú đọc, giống như Thái hậu buông rèm chấp chính đang phê duyệt tấu chương. Hồng Ngọc dung mạo không tầm thường, đi trước bộ liễn, tay cầm đèn cung đình chiếu sáng cho Thái hậu nương nương, nhỏ giọng lầm bầm. Địa đạo ở thiên điện đã đào xong, ta nghe công tượng nói có thể trực tiếp chạy đến Tĩnh Vương Phủ, tiếp tục đi còn có thể chạy đến Văn Đức Kiều. Thái hậu nương nương rất để ý chuyện này. Dặn dò, nói với người của công bộ, đừng phong kín, giữ đoạn đến Tĩnh Vương Phủ lại. Sau này ban đêm bản cung không có chuyện gì thì có thể xuất cung đi dạo, đi địa đạo an toàn. Hồng Ngọc vội vàng lắc đầu, địa đạo sâu như vậy, còn có chuột, ta và Thái hậu nương nương đi, sợ là đi được nửa đường sẽ sợ khóc. Trước lạ sau quen, lần trước bản cung là lần đầu tiên, chắc chắn nơm nớp lo sợ. Bây giờ hiểu rõ, có gì phải sợ. Trong lúc nói chuyện phiếm, nghi trượng về tới trường nhạc cung. Tẩm cung của Thái hậu toàn là công tượng, ô yên trướng khí, ban đêm Thái hậu nương nương không thể ở. Mà trong thành cung cũng không có phi tử khác, chỉ một nữ đế, nàng ta túc hai ngày chắc chắn là ngủ với nữ đế. Đi vào Thừa An Điện, bên trong ngoại trừ cung nữ thì không có người nào nữa, hỏi thăm mới biết nữ đế không biết đi đâu, Ly Nhân vừa mới trở về, nhưng lại bị Dạ Kinh Đường bắt đi ra khỏi cung. Thái hậu nương nương có chút bất đắc dĩ đối với chuyện này, nhưng mà đã quen vườn không nhà trống, cũng không đợi, rửa mặt xong thì đổi váy ngủ mỏng, tự mình bò lên long sàng. Ngoài cửa sổ mưa phùn sàn sạt, lặng ngắt như tờ, trong phòng ngủ ánh đèn như đậu. Thái hậu nương nương xưa nay không có thói quen ngủ sớm, nằm ở trên giường cũng ngủ không được, trong lúc rảnh rỗi. Nằm trên long sàng xa hoa, đưa lưng về phía ánh đèn tiếp tục nghiên cứu Diễm Hậu Bí Sử trong tay. Cuốn sách này viết bí sự cung đình, bên trong còn có tình tiết thế tử thụ thương, Thái hậu nương nương trộm cầm dục hỏa đồ chân tàng trong cung trị thương cho tình lang. Trong sách viết rất tốt, nói cái gì mà dục hỏa đồ ảnh hưởng nhân chi tinh, bởi vì dục hỏa đồ quá lợi hại, dẫn đến tinh huyết lên não, làm cho Thái hậu nương nương le lưỡi. Nhưng Thái hậu nương nương nhìn cảm thấy viết không đúng, nàng luyện dục hỏa đồ, biết đồ này hoàn toàn không khiến cho người ta thú tính đại phát. Có ảnh hưởng cũng là khiến cho người ta giống như bệnh nặng mới khỏi, bởi vì một giọt tinh trùng 10 giọt máu, khôi phục thương thế tiêu hao một lượng lớn nhân chi tinh huyết, sẽ thích ngủ không còn chút sức lực nào, suy yếu một thời gian, cần ăn nhiều đồ bổ dưỡng cơ thể, muốn trà đạp cô nương cũng hữu tâm vô lực. Hơn nữa loại chuyện đó sao lại le lưỡi đâu, Thái hậu nương nương sắc mặt đỏ lên, nhìn thấy đoạn này, nhớ tới Dạ Kinh Đường thiên phú lợi hại như vậy, hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú với dục hỏa đồ. Nhưng mà dục hỏa đồ là đại cơ duyên được lão gia ban cho, cũng là biến số duy nhất có thể thay đổi cuộc đời nàng, đối với nàng thì rất chân quý. Nếu như nữ đế nhu cầu cấp bách, phái người tìm kiếm khắp nơi, nàng xoắn suýt nửa ngày, cuối cùng vẫn sẽ giao cho triều đình. Nhưng nữ đế thủ đoạn cường ngạnh, mang tới cho người ta cảm giác không gì làm không được, chưa từng biểu hiện nhu cầu cấp bách những thứ quái lực loạn thần này. Ở lâu trong đại nội an toàn hơn, tiểu bảo bối này,
nàng có thể giữ lại thì đương nhiên phải giữ. Mà Dạ Kinh Đường là người ở ngoài cung, trước kia đại nội môn thần đều không cho phép luyện đồ này, nàng tự làm chủ cho, không chừng sẽ gây ra rắc rối lớn cho nữ đế. Suy nghĩ lung tung một lát sau, Thái hậu nương nương ném tạp niệm sang một bên, tiếp tục thưởng thức tình tiết Thái hậu bị tao đạp. Đang dần vào giai cảnh thì chợt nghe bên ngoài giường vang lên tiếng rèm châu bị đẩy ra. Xôn xao. Dạ Kinh Đường từ Minh Ngọc lâu đi ra, đi Hắc Nha tìm một tấm áo choàng, trên đường nhìn thấy Cửu Thiên Hợp chữa thương ở Hắc Nha, không có trở ngại, trực tiếp quay trở về cung thành. Bóng đêm dần dần sâu, mưa to biến thành mưa nhỏ, bên trong cung thành dần dần yên tĩnh lại. Dạ Kinh Đường mặc một bộ áo bào đen, bên hông đeo bội đao, dựa vào lệnh bài tự do xuất nhập cung đình, quen thuộc đi vào trong trường nhạc cung. Thời gian rời đi cũng không tính quá lâu, Thừa An Điện thay đổi không lớn, trong phòng ngủ vẫn yên tĩnh như cũ, không có động tĩnh gì. Dạ Kinh Đường vây quanh Minh Long Đàm, như chuồn chuồn lướt nước vượt qua mặt hồ, rơi vào trên sân thượng, sau đó tiến vào gian ngoài phòng ngủ, nhìn về phía long sàng trong phòng. Trong phòng có rèm châu bích ngọc che chắn, có thể nhìn thấy ánh đèn lóe lên bên ngoài giường bát bộ. Có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đều, nhưng bởi vì góc độ, từ gian ngoài không thể nào nhìn thấy tình huống cụ thể trên giường. Đã ra tới. Dạ Kinh Đường ở phòng ngủ nữ đế, chắc chắn không ngờ được là trên giường còn có người ngoài, thấy ánh đèn lóe lên giường như không ngủ, chậm rãi đi vào phòng trong, đưa tay vén rèm châu lên dò xét. Chương 394, bịt miệng Thái hậu. Xôn xao, rèm bích ngọc đẩy ra, chỉ có thể nhìn thấy ngoài giường, chăn mỏng đã mở ra, một mái tóc đen dài trải trên gối đầu. Dạ Kinh Đường đang muốn thăm dò thì phát hiện dưới chăn mỏng, nữ tử ngủ ở trên giường chờ mình, ngoái nhìn về phía hắn, lộ ra gương mặt thục mỹ quốc sắc thiên hương với đôi mắt to sáng như sao trời. Một tiếng sấm vang lên trong đầu hai người. Trong nháy mắt, trong phòng ngủ trở nên tĩnh mịch, ngay cả đế đèn cũng dường như ngưng kết trong nháy mắt. Dạ Kinh Đường biểu cảm cứng đờ, mặc dù đối phương mặc váy ngủ rộng rãi, búi tóc cũng mở ra. Không có trang điểm nhưng đôi mắt hạnh và miệng nhỏ hồng nhuận với tư thái châu tròn ngọc sáng này vẫn đủ để cho hắn nhận ra thân phận của đối phương. Đưa mắt nhìn nhau, Dạ Kinh Đường có thể nhìn thấy đáy mắt Thái hậu nương nương hiện lên vẻ ngoài ý muốn, sau đó trừng lớn mắt hạnh, môi đỏ khẽ nhếch. Dùng chăn mỏng che lại người, biểu cảm chuyển thành kinh hoàng, mắt thấy là sắp phát ra một tiếng thét mặc kim liệt thạch, đủ để vang vọng trường nhạc cung. Dạ Kinh Đường thầm nói không ổn, lách mình vọt tới giường bát bộ, bưng kín môi đỏ sắp rít gào. Ô ô ô. Thái hậu nương nương bị nam tử cao lớn nhào tới bịt miệng lại, chỉ phát ra vài tiếng trong họng, ánh mắt càng thêm kinh sợ. Đưa tay đẩy cánh tay Dạ Kinh Đường, còn muốn dùng sách trong tay đập, làm ra động tĩnh nhắc nhở Hồng Ngọc. Động tác quá lớn khiến cho váy ngủ vốn cực kỳ rộng rãi rối vời. Dạ Kinh Đường trong lòng gấp gáp, đề phòng kinh động cung nữ phía ngoài, chỉ có thể dùng thủ pháp học được từ Ngưng Nhi điểm hai lần lên ngực Thái hậu nương nương. Thùng thùng. Ồ. Thái hậu nương nương lập tức tứ chi sụi lơ, không có khí lực, cảm giác hôn mê ập tới, con ngươi lại trừng lớn một chút. Đáy mắt hiện lên bất lực và bi phẫn tuyệt vọng, trước khi mất đi thần trí, ý sau cùng trong đáy mắt chính là: tên dâm tặc ngươi nếu dám đụng bản cung làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sau đó đôi mắt to ngấn lệ chậm rãi khép lại, toàn thân sụi lơ nằm trên gối đầu, trong phòng ngủ khôi phục tĩnh mịch. Dạ Kinh Đường buông bờ môi Thái hậu nương nương ra, nhìn gương mặt thục mỹ tràn đầy tuyệt vọng bi phẫn, biết chuyện này không dễ giải quyết. Nhưng lúc này cũng không lo được nhiều như vậy, Ngọc Hổ không có một chút phản ứng nào, chắc chắn là xảy ra chuyện rồi. Dạ Kinh Đường nhanh chóng dùng chăn mỏng che kín Thái hậu nương nương, sau đó nhanh chân đi tới phía sau tấm bình phong, gõ nhẹ vào cửa trượt. Thùng thùng, nghiêng tai lắng nghe, bên trong không có bất cứ động tĩnh gì. Dạ Kinh Đường trong lòng hơi trầm xuống, xoay nút xoay trên phủ điêu đầu hổ, mở cửa trượt ra kiểm tra. Trong phòng tắm cá nhân khép kín, nến vẫn đang cháy, kỳ lân bảo giáp đặt chính giữa, tản mát ra ánh sáng ám kim sắc, nhìn khí phái mà nặng nề, mang theo uy nghiêm như đang cảnh cáo người sống chớ lại gần. Mà ở phía trước bảo giáp, nữ tử xinh đẹp dung mạo khuynh thành, tựa vào thành bể tắm, sắc mặt khôi phục rất nhiều, nhưng nhắm mắt lại vô thanh vô tức, không có bất cứ động tĩnh gì. Dạ Kinh Đường dương mắt nhìn thấy một mảnh trắng bóng, vội vàng nghiêng đầu né tránh, nhưng lúc này hắn lại cảm thấy không đúng, sợ Ngọc Hổ đã tắt thở, cắn răng đi vào phòng tắm. Ngọc Hổ tư thế nở nang ngâm mình ở trong nước hồ, nước cao không tới cổ,
từ cổ trở xuống chìm trong nước. Hai chân trụm lại, lần này bắp đùi được dùng một miếng vải đỏ nhỏ che lại khu tam giác, nhưng mà hai chân đầy đặn và đường mông cong vẫn đập vào trong mắt. Ngọc Hổ thoạt nhìn là đề phòng, hai tay giữ tư thế khoanh tay, nhưng toàn thân buông lỏng, khiến cho cánh tay tự nhiên trượt xuống. Dạ Kinh Đường cũng không tâm tư thưởng thức những này, bước nhanh đi tới trước mặt, ngón tay đặt ở trên người Ngọc Hổ. Hơi thở đều đều, không có lạnh, lại đè cổ Ngọc Hổ, mạch mảnh như tuyến, cảm giác rất hư. Hơn nữa lúc mới tới thân thể Ngọc Hổ nóng hổi, bây giờ lại lạnh ngắt, nhiệt độ cơ thể rất thấp. Mặc dù Dạ Kinh Đường không biết y thuật nhưng hành tẩu giang hồ lâu dài vẫn có thể nhìn ra tình huống đại khái. Ngọc Hổ mạch tượng như thế này thuộc về hư từ trong ra ngoài, không giống vận động dữ dội sau đó suy yếu mà là hao tổn bên trong. Nếu như muốn hình dung thì có thể ví von rằng hắn bị 7-8 cô nương như lang như hổ nhún 3 ngày 3 đêm, cảm giác thân thể bị móc sạch. Dạ Kinh Đường biết bệnh nặng mới khỏi hoặc thụ thương khôi phục, thân thể sẽ hư mấy ngày, nhưng Ngọc Hổ như thế này thì hơi quá. Quan sát tỉ mỉ sắc mặt Ngọc Hổ, giữa tóc đen có nhiều sợi tóc trắng. Dạ Kinh Đường đang quan sát tỉ mỉ, chợt phát hiện Ngọc Hổ cô nương gần trong gang tấc lông mi giật giật, sau đó lông mày cau lại, đôi môi hấp dẫn hơi hé mở, đôi mắt tràn đầy vẻ không vui. Bốn mắt nhìn nhau, Dạ Kinh Đường cau mày, dò hỏi, ngươi sao rồi? Các bạn đang nghe chuyện Nữ Hiệp Chậm Đã của tác giả Quan Quan Công Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 395, xem đủ chưa? Đại Ngụy Nữ Đế bị động tay động chân làm cho bừng tỉnh, ánh mắt còn mờ mịt, nhưng chỉ trong chớp mắt thì lập tức nhận ra được gì đó, cúi đầu nhìn một cái. Nữ Đế ôm chặt tay lại, che kín cái bánh bao sắp lộ ra ngoài, ánh mắt nhìn về phía Dạ Kinh Đường, dáng vẻ vẫn thong dong như cũ. Khục, ngươi rót cho ta cốc nước. Dạ Kinh Đường cảm thấy tình huống Ngọc Hổ rất không đúng, đứng dậy đi vào gian ngoài, nhẹ chân nhẹ tay rót chén nước trắng, sau đó trở lại phòng tắm, đưa cho Ngọc Hổ. Nữ Đế hơi đưa tay muốn cầm lấy nhưng bây giờ cánh tay không tiện buông ra. Dạ Kinh Đường thấy thế thì đưa chén nước tới bên cạnh đôi môi đỏ mọng. Lộc cộc. Cổ họng trắng nõn của Nữ Đế hơi chuyển động, sau khi uống nửa chén nước, cuống họng khát đến nỗi sắp bốc khói mới đỡ hơn được một chút. Nàng nhìn Dạ Kinh Đường không có che mắt, có chút không vui hỏi, ngươi đã xem đủ chưa? Ngươi cho rằng ta muốn nhìn. Dạ Kinh Đường thấy Ngọc Hổ còn dám trách hắn không biết tị húy, cau mày nói, Thái hậu nương nương ở bên ngoài lẽ nào ngươi không có phát hiện ra sao? Vừa mới tiến vào phát hiện ngươi vô thanh vô tức nằm trong hồ, còn tưởng rằng ngươi đã ngỏm củ tỏi rồi. Vấn đề nghiêm trọng như vậy lại không chịu mời đại phu, nếu xảy ra chuyện thật thì phải làm sao bây giờ? Rốt cuộc là ngươi đã xảy ra chuyện gì? Đại Ngụy Nữ Đế đã không có vấn đề quá lớn, nhưng thương thế trong cơ thể khôi phục, tinh huyết sói mòn gần như không còn sức lực nào, cảm giác yếu ớt cũng theo đó mà tới. Nàng biết Dạ Kinh Đường một thân hiệp khí, chắc chắn sẽ trở về, vì thế mới che khuất chỗ yếu hại, để tránh nàng ngủ sau đó Dạ Kinh Đường trở về, khiến cho lộ hàng. Nghe thấy Dạ Kinh Đường phàn nàn, Đại Ngụy Nữ Đế hai tay ôm ngực, bình tĩnh giải thích, chữa thương sau đó thân thể có chút hư, ngủ thiếp đi, không có sao. Vừa rồi gọi ngươi lại là muốn nhắc nhở ngươi, ban đêm Thái Hậu nương nương sẽ tới, ta chuẩn bị nghỉ ngơi, ngươi không cần tới, bị ngươi quay đầu một cái làm cho quên mất. Nữ Đế nói xong nhìn về phía ngoài cửa trượt, Thái Hậu phát hiện ta ở chỗ này chữa thương. Dạ Kinh Đường cảm thấy Ngọc Hổ ngoại trừ yếu ớt ra thì cũng không có tình huống nguy hiểm gì cho nên âm thầm nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ta vừa mới đi vào, gặp được Thái Hậu nương nương, sợ xảy ra chuyện, trực tiếp điểm choáng Thái Hậu nương nương. Thái Hậu nương nương cho là ta muốn mưu đồ làm loạn, ngày mai ngươi phải giải thích cho ta đó. Nữ Đế nhẹ nhàng thở ra, suy nghĩ, trong mắt lộ ra vẻ lực bất tòng tâm, ta có tổn thương, chuyện này không thể để cho bất kỳ kẻ nào biết được, ngươi biết thì phải giữ bí mật giúp ta. Ngươi hơn nửa đêm đi vào điểm choáng Thái Hậu nương nương, ta không có lên tiếng ngăn lại đã chứng tỏ là ta không có ở trong phòng. Nếu như trong phòng, lại không lên tiếng, chắc chắn Thái Hậu sẽ suy nghĩ lung tung, rất có thể sẽ đoán ra được ta ở chỗ này chữa thương, hơn nữa tình huống còn tương đối nghiêm trọng. Dạ Kinh Đường thấy nàng qua cầu rút ván như vậy thì nhíu chặt lông mày nói, ý của ngươi là, ngươi giả bộ như không có mặt ở chỗ này, để cho ta gánh tội ta lẻn vào đây điểm choáng Thái Hậu nương nương. Thái Hậu tỉnh lại không giết chết ta cũng sẽ nói chuyện này cho Tĩnh Vương biết. Tĩnh Vương biết ta giết hồi mã thương mạo phạm Thái Hậu, cho dù có thích ta cũng sẽ chém chết ta,
ngươi nói ta phải gánh như thế nào đây? Đại Ngụy nữ đế biết Dạ Kinh Đường khó xử, dịu dàng nói, ngày mai ta sẽ giải thích với Thái hậu nương nương, nói là do ta gọi ngươi tới có chuyện tuyệt mật phải giao cho ngươi làm, kêu nàng giữ bí mật. Chắc chắn Thái hậu sẽ suy nghĩ lung tung, nhưng cũng sẽ không làm khó dễ ngươi. Dạ Kinh Đường nghe nói như vậy mới thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy nơi đây không thể ở lâu, đứng lên nói, nếu như ngươi không có việc gì thì ta đi trước đây, chờ một chút. Giọng ngự tỷ đáng yêu mềm mại của nữ đế cất cao mấy phần, lộ ra vẻ uy nghiêm không được làm trái lại. Dạ Kinh Đường dừng bước chân, xoay đầu lại, vẻ mặt nghiêm túc, Ngọc Hổ cô nương, hôm nay ta giúp ngươi. Nếu như ngươi không làm loạn thì sẽ không bị thương, nếu chịu đi gặp Thái Y thì ta sẽ không ôm ngươi tới đây. Ngươi không gọi ta lại thì ta sẽ không quay đầu, ngươi không quên căn dặn ta thì ta sẽ không đến đây, lại càng sẽ không trêu chọc Thái hậu nương nương. Ngươi nếu như vì như thế mà trong lòng có khúc mắc muốn ta phụ trách trả nợ thì ta cũng không nhận đâu. Đại Ngụy nữ đế thấy Dạ Kinh Đường giống như thư hương tiểu thư gặp được hoàng đế bá đạo, ra sức giải thích, trong lòng có chút buồn cười, nghĩ gì thế? Ngâm trong nước quá lâu nên hơi lạnh, ngươi giúp ta mang áo choàng qua đây. Dạ Kinh Đường phát hiện nhiệt độ cơ thể Ngọc Hổ rất thấp, cũng không nhiều lời, nhẹ chân nhẹ tay đi vào phòng trong, mở tủ đứng ra xem xét. Bên trong treo rất nhiều váy ngủ mỏng, kiểu dáng không giống nhau, hơn phân nửa là màu đỏ, cũng có mấy món tình thú màu đen. Chương 396, cảm giác lạ. Dạ Kinh Đường nhìn thấy một cái váy ngủ đỏ mờ đục mở ra, sau khi bịt kín con mắt, trở lại phòng tắm đưa cho Ngọc Hổ, ta đi gọi cung nữ đến. Không cần, cung nữ phát hiện ta khí sắc suy yếu, tránh không được nghi thần nghi quỷ. Đại Ngụy nữ đế thấy Dạ Kinh Đường che mắt lại, buông lỏng cánh tay ra, ung dung từ trong bồn tắm đứng dậy, cầm lấy khăn tắm Dạ Kinh Đường đưa tới, lau người sau đó mặc váy đỏ vào. Váy ngủ màu đỏ có kiểu dáng đặc biệt, là váy liền áo, độ dài chỉ tới dưới phần cần che một chút, có chút rộng rãi. Nhưng mà vẫn có tác dụng của quần áo, che chắn rất tốt, đứng thẳng, trừ phần bên dưới lộ ra ngoài thì cũng không nhìn thấy được gì. Nữ đế sau khi mặc váy ngủ vào, nhẹ nhàng thở ra, được rồi, không cần che mắt. Dạ Kinh Đường kéo bịt mắt xuống, phát hiện hổ nữ duyên dáng yêu kiều chân không ra trận, rời mắt đi chỗ khác, vậy ta đi trước, ngươi nhất định phải giải thích rõ ràng cho Thái hậu nương nương. Đi thôi, nữ đế khẽ vuốt cằm, tay vịn đa bảo các, tìm một cái hộp thuốc, lấy ra đan dược bổ dưỡng bỏ vào trong môi đỏ. Sau đó chậm rãi đi đến cổng, vừa đi được mấy bước, cảm giác bất lực do tinh khí tiêu hao truyền đến, thân thể dựa vào đa bảo các, đưa tay day cái trán. Đông. Dạ Kinh Đường lúc đầu muốn đi, nhìn thấy cảnh này trong lòng thầm than, đi tới trước mặt tay đỡ lấy phía sau lưng, tay trái xuyên qua đầu gối, ôm nàng theo kiểu ôm công chúa. Đại Ngụy nữ đế hư choáng đầu, nhắm mắt lại vừa vào trong ngực của nam nhân, bất ngờ phát hiện trong cơ thể của Dạ Kinh Đường tỏa ra luồng khí nóng bỏng, khiến cho cảm giác yếu ớt của thân thể mình được hóa giải mấy phần cho nên không tự chủ được dựa vào gần hơn. Nữ đế mặc váy ngắn rất là rộng rãi, độ dày cũng chỉ tới dưới hông, bây giờ lại bị ôm theo kiểu công chúa. Phần mông và eo trầm xuống, đầu gối gác lên trên cánh tay, váy đương nhiên sẽ bị trượt ra, chân còn khép không chặt. Dạ Kinh Đường ôm ngang Ngọc Hổ, lúc đầu không có gì, hơi cúi đầu thì nhìn thấy được đường cong trắng đỏ không được váy đỏ che lại. Dạ Kinh Đường vẻ mặt cứng lại, phát hiện Ngọc Hổ nhắm mắt dựa vào trong ngực không có chú ý, nhẹ nhàng thở ra. Nhìn không chớp mắt, cẩn thận từng ly từng tí đi vào phòng trong, đến long sàng, đặt nàng ở cạnh ngoài. Thái hậu nương nương nằm bên trong long sàng, gương mặt đẹp đẽ hiện ra dưới ánh nến, trên mặt vẫn còn mấy phần lo lắng hãi hùng. Lông mi khẽ nhúc nhích, có vẻ như là đang thấy ác mộng, đoán chừng người làm ác ở trong mơ vẫn là hắn. Dạ Kinh Đường nhìn thấy cảnh này cảm thấy không còn sống lâu nữa, sau khi để Ngọc Hổ xuống, muốn kéo chăn mỏng, nhìn thấy Ngọc Hổ hơi xoay người, dùng tay đè chặt Thái hậu nương nương. Dạ Kinh Đường sợ làm cho Thái hậu nương nương tỉnh lại, dò hỏi, ngươi lại làm cái gì? Nữ đế cũng không có muốn làm gì, chỉ là vừa mới dán vào thân thể Dạ Kinh Đường, cảm thấy rất là ấm áp. Lần đầu tiên nàng phát hiện dựa vào người khác có thể làm dịu cảm giác lạnh buốt mệt mỏi từ trong ra ngoài. Thái hậu nương nương ở bên cạnh, nàng chạm thử, kết quả phát hiện thân thể Thái hậu nương nương mềm mại như bơ, cảm giác cũng rất ấm áp nhưng không có cảm giác đặc biệt như trên người Dạ Kinh Đường. Nữ đế âm thầm nhíu mày, buông Thái hậu nương nương ra, xoay người ra bên ngoài nói, ngươi đưa tay cho ta. Dạ Kinh Đường không rõ ràng cho lắm, nửa ngồi ở bên cạnh đưa tay cho nàng.
Nữ đế nắm chặt tay Dạ Kinh Đường, cẩn thận cảm nhận, như có điều suy nghĩ gật đầu, lại buông ra. Ta dùng bí pháp khôi phục thương thế, tinh khí trong cơ thể hao tổn quá lớn, dẫn đến trong cơ thể âm hàn hư mệt. Ngươi là nam nhân, dương trọng hỏa cường, đứng ở bên cạnh có thể làm dịu, trong cung chỉ có nữ tử và thái giám, ngươi ủy khuất một chút, đứng ở đó đi chờ ta ngủ rồi hãy đi. Dạ Kinh Đường nghe nàng nói chuyện mơ hồ như thế thì bán tín bán nghi hỏi lại, ngươi nói cảm giác, có phải cảm giác an toàn hay không? Đại Ngụy nữ đế chớp chớp mắt, cảm thấy Dạ Kinh Đường giải thích hợp lý hơn nàng nhiều. Thân là đế vương, có thể bảo vệ mình chỉ có chính mình. Hôm nay thấy được Dạ Kinh Đường tuyệt đối đáng tin và võ nghệ siêu phàm, thân thể nàng hư mệt, cảm nhận được cảm giác này, rất có thể là cảm giác an toàn. Không cần biết là cảm giác gì, bây giờ chỉ cần có thể để cho nàng thoải mái ngủ là được rồi, nữ đế cũng không có truy đến cùng, mệt mỏi ập tới, yếu ớt khép hai mắt lại. Dạ Kinh Đường nửa ngồi ở bên cạnh, thấp giọng an ủi, ngươi yên tâm nghỉ ngơi, một lát nữa ta sẽ đi. Nữ đế dựa ở trên gối đầu, thuốc bắt đầu có tác dụng, cái trán đổ mồ hôi, thân thể lúc lạnh lúc nóng, không nói chuyện tiếp nữa, chỉ còn hơi thở lúc nhanh lúc chậm. Trong phòng ngủ vô thanh vô tức, Dạ Kinh Đường nửa ngồi bên cạnh long sàng, trước mắt chính là hai hoàng tộc quý nữ quốc sắc thiên hương, trong lòng khó tránh khỏi có chút nơm nớp lo sợ. Chủ yếu là sợ Thái hậu nương nương tỉnh gặp được. Các bạn đang nghe chuyện Nữ hiệp chậm đã của tác giả Quan Quan Công Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 397, về nhà. Thái hậu nương nương mặc váy ngủ đỏ thẫm, quy củ nằm ở bên cạnh, mặc dù thân hình quốc sắc thiên hương nhưng được che rất kín, ngoại trừ vạt áo cao ngất thì không nhìn thấy gì cả. Mà Ngọc Hổ thì không phải vậy, sau khi nằm xuống thì váy khôi phục lại, mặc dù không nhìn thấy chỗ không nên nhìn nhưng nàng nằm nghiêng. Gần trong gang tấc, mặt còn nhìn về phía hắn, hai cái bánh bao chồng lên nhau, Dạ Kinh Đường nửa ngồi ở bên cạnh, sắc mặt lạnh lùng. Tựa như thánh nhân vô tình vô dục, thực sự không thể nhìn loạn cho nên mới quan sát tứ phương, kết quả phát hiện bên cạnh bàn trang điểm treo một khối song ngư bội. Ngọc bội rất quen thuộc, lúc trước tiến vào Sán Dương Trì, giúp Ngọc Hổ tìm khối kia về, cũng là lần đó thấy hết ngây ngốc. Ánh mắt Dạ Kinh Đường dừng lại trên ngọc bội, bỗng nhiên kịp phản ứng lại, tiền căn hậu quả Sán Dương Trì, trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán một câu. Ngay cả thân muội muội cũng hố, sau khi dò xét ngọc bội vài lần, Dạ Kinh Đường phát hiện Thái hậu nương nương đánh rơi một quyển sách bên cạnh gối đầu, khẽ đưa tay lấy tới. Hiển nhiên là Thái hậu nương nương rất thích quyển sách này, chẳng những chỉnh chỉnh tề tề không có chút nếp gấp nào, một số trang trên đó còn có mấy bài thơ chữ viết rất là xinh đẹp. Ao ao, trong căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng lật sách rất nhỏ, nữ đế nằm nghiêng mặt quay qua Dạ Kinh Đường, bởi vì quá mệt mỏi, hơi thở dần dần bình ổn, chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Cũng không biết trải qua bao lâu, nến trên bàn đốt hết, trong phòng triệt để tối xuống. Dạ Kinh Đường lấy lại bình tĩnh từ trong kịch bản lay động lòng người, khép sách lại, thấy sắc mặt Ngọc Hổ đã khôi phục hơn phân nửa, đã ngủ say, cẩn thận từng ly từng tí đứng dậy. Nữ đế có cảm ứng, lông mi giật giật, cũng không tỉnh lại. Dạ Kinh Đường thấy vậy thì nhẹ nhàng thở ra, vô thanh vô tức kéo chăn mỏng trùm lên trên người nàng, quan sát hai người không phải là mẹ con ruột một chút rồi mới lặng yên ẩn vào màn đêm. Mưa gió không ngưng, phong ba đã định. Thời gian đã qua giờ tí, nhưng Vân An là thành phố không ngủ, giữa đường phố phồn hoa vẫn đèn đuốc sáng chói như cũ. Theo lệnh cấm đi lại ban đêm được giải trừ, bên đường thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng ca múa nhạc trong lầu các vọng ra. Trên đường chính đông, hai con ngựa sóng vai nhau mà đi. Dạ Kinh Đường đầu đội mũ rộng vành, người khoác áo tơi, cưỡi trên con ngựa mập của mình, trong tay còn nắm tuấn mã của Tam Nương. Mà Hắc Lân Thương lúc trước để ở bên ngoài Thái Cực Điện, có thể là ám vệ nhặt, không có mang theo bên cạnh. Rời khỏi cung thành đã lâu, nỗi lòng vẫn không có bình tĩnh trở lại. Ôm Ngọc Hổ về trường nhạc cung, nhìn thấy toàn bộ người trong cung thành bị đẩy ra, bên trong tẩm điện đều là đồ của Ngọc Hổ, muốn không đoán được thân phận của nàng cũng không được. Ngọc Hổ chính là một nữ vương xấu bụng, cũng không dễ dụ giống như ngây ngốc, sau này sẽ làm gì hắn, hoàn toàn không có cách nào đoán trước. Mà hôm nay trêu chọc Thái hậu nương nương, cho dù không trả thù hắn, tâm tâm niệm niệm cây ngân hạnh, sợ cũng cả một đời cũng không đụng được tới cây ngân hạnh. Dạ Kinh Đường ngẩng đầu, nhìn cung thành đã xa xa. Hôm nay Phúc Thọ cung dọn dẹp địa đạo, có rất nhiều công nhân ở trong đó,
cấm quân và ám vệ vì đề phòng xảy ra sự cố. Cũng tuần sát ở trong đó, chui vào đào đồ, độ khó còn lớn hơn bình thường. Dạ Kinh Đường hơi suy nghĩ, vẫn là tạm thời từ bỏ dự định quay lại, một mạch về tới Thiên Thủy Kiều. Thiên Thủy Kiều là đường phố bán đồ bách hóa, đến ban đêm cửa hàng đều đóng cửa, trên đường cái trống không, không nhìn thấy một người. Dạ Kinh Đường trở lại ngõ nhỏ Bùi Gia, gõ cửa giao ngựa cho người hầu, sau đó xuyên qua cửa Thủy Hoa đi tới hậu trạch. Hậu trạch đã tắt đèn nhưng trong đình viện Tây Trạch còn có động tĩnh. Dạ Kinh Đường đi dọc hành lang qua tòa nhà đi vào Tây Trạch, có thể thấy được Triết Vân Ly trong ngực ôm thanh đao, đi qua đi lại trong khuê phòng. Vân Ly, muộn như vậy mà còn chưa ngủ. Triết Vân Ly nghe thấy vang động, vội vàng chạy đến cửa sổ. Kinh Đường ca, ngươi về rồi. Vừa rồi Cừu Đại Hiệp nổi điên, đứng trên Minh Ngọc Lâu giống Hiên Viên Lão Nhi, không ngờ được chứ, Cừu Thiên Hợp ta lại ra ngoài rồi. Ha 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 ha, gần phân nửa thành đều có thể nghe thấy. Cừu Đại Hiệp không có sao đó chứ? Dạ Kinh Đường biết Cừu Thiên Hợp gây sự trên Minh Ngọc Lâu sẽ huyên náo dư luận xôn xao, cười nói, không sao. Hôm nay Cừu Đại Hiệp giúp nha môn đối phó Tào Thiên Tuế, lập công lớn, hẳn là không lâu sau nữa sẽ được tự do. Triết Vân Ly hai mắt tỏa sáng, dựa vào bệ cửa sổ hỏi thăm, đánh nhau với Tào Thiên Tuế, Cừu Đại Hiệp thắng. Triết Vân Ly hai tay ôm ngực chống tay trên bệ cửa sổ, hẳn là do tư thế, phần áo giữa ngực hơi hở ra, rõ ràng là hai tháng trước không có lớn như thế. Nhưng mà Triết Vân Ly sắp 16 tuổi, chính là thời kỳ dậy thì, vóc dáng cao một chút, bộ ngực lớn nhanh cũng không kỳ lạ, theo tốc độ này, 18 tuổi đoán chừng có thể ngang với sư nương. Dạ Kinh Đường liếc mắt phát hiện điểm khác nhau, cũng không để ý, đáp lại, không có đánh thắng, Cừu Đại Hiệp bị đánh thảm, rơi xuống đường chính vương phủ, cả buổi không đứng dậy được. A, à, ánh mắt mong đợi của Triết Vân Ly cứng đờ, nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút, lại gật đầu. Tào Thiên Tuế thế là lão yêu quái từ khi Đại Ngụy khai quốc, sư phụ nói cực kỳ lợi hại, Cừu Đại Hiệp đánh không lại cũng hợp tình hợp lý. Cuối cùng thì sao? Ai giải quyết Tào Thiên Tuế giải quyết? Bát Tý Địa Tạng. Đáy mắt Dạ Kinh Đường hiện ra vẻ kiêu ngạo, chỉ vào mình nói lớn, còn có thể là ai? Ta đơn thương độc mã giết tới Thái Cực Điện, một thương đánh bay Tào Thiên Tuế. Chương 398, lớn hơn làm được gì? Triết Vân Ly nhíu lông mày nhỏ một cái, có chút không tin, sao có thể như vậy được? Cho dù thật thì chắc chắn là Cừu Đại Hiệp đánh cho Tào Thiên Tuế tàn phế, ngươi đi lên bổ đao một chút. Ha ha! Dạ Kinh Đường cười cười, đảo mắt nhìn xung quanh, sư nương của ngươi đâu? Sư nương sợ Cừu Đại Hiệp nổi điên làm loạn, đi theo chim chim đi tìm hiểu tình huống, Tam Di cũng đi theo, hẳn là còn chưa có trở lại. Nha, ngươi nghỉ ngơi sớm đi, ta đi qua xem một chút. Dạ Kinh Đường thấy vậy cũng không ở lâu, dặn dò Vân Ly đi ngủ sớm một chút, miễn cho bị mụ mụ đánh, sau đó đi vào trong trạch. Đại bá mẫu cũng ở trong trạch, lúc này đã đi ngủ. Dạ Kinh Đường lặng yên đi vào trong đình viện Tam Nương, tả hữu dò xét, phát hiện trong phòng Tú Hà đã ngủ, cho nên không có quấy nhiễu. Chờ trong đình viện giây lát, không thấy Lạc Ngương và Tam Nương trở về, đủ thứ chuyện khiến cho người ta đau đầu lại tới. Dạ Kinh Đường tâm tư bách chuyển, nhớ ra cái gì đó, quay người tiến vào khuê phòng Tam Nương, sờ dưới giường, giường từ giữa tách ra, lộ ra địa đạo giấu bên dưới. Dạ Kinh Đường xoay người nhảy vào, nhóm lửa đế đèn trong địa đạo, sau đó đi đến trước một cánh cửa ở chỗ sâu trong địa đạo, mở cửa ra. Phía sau cửa chính là hương đường Thanh Long Đường, từ nơi này cũng có thể rời khỏi, mỗi lần họp, vì che giấu tai mắt người. Chúng hương chủ đều từ một đầu khác tiến vào, nhưng mà bình thường lối đi ra trên cửa đều dùng chốt sắt chốt lại, không thể đi vào từ bên ngoài. Lúc này bên trong Thanh Long Đường đương nhiên là không có ai, sau cây đèn chỉ có thể nhìn thấy 9 cái ghế xếp trống rỗng đặt ở trái phải đại đường. Phía sau ghế đại đương ra là linh án, bày ít cái linh vị nghĩa phụ Bùi Viễn Phong cũng ở trong đó. Dạ Kinh Đường đi tới gần, lấy từ trên hương án 3 nén hương, bái 3 bái với linh vị nghĩa phụ, cắm hương vào lư hương, nhìn linh vị âm thầm suy nghĩ. Khi rời khỏi Lương Châu vào kinh thành, nghĩa phụ di chúc bàn giao 3 chuyện. Chuyện giao gia sản xem như xong xuôi, cũng giúp nghĩa phụ tận hiếu, che chở gia quyến Bùi gia. Tiến cung tìm Minh Long Đồ, mặc dù đi đào cây ngân hạnh có chút khó khăn nhưng cũng coi như vô tâm cắm liễu liễu xanh lấy được một tấm ngọc cốt đồ. Về phần chuyện chủ yếu nhất là diệt đi Hiên Viên Triều báo thù, trước mắt còn chưa bắt đầu mưu đồ, ngược lại lại bị quân Sơn Đài Tiên hạ thủ vi cường.
Chuyện này là chuyện cấp bách, tiếp theo nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết quân Sơn Đài. Mặc dù chuyện làm không được ổn cho lắm nhưng vào kinh thành mới bao nhiêu tháng, có thể làm đến bước này đã không dễ dàng, còn ngoài định mức hoàn thành nhiệm vụ, tìm cái được một nàng dâu hiền lành. Nghĩa phụ nếu trên trời có linh, hẳn là cũng sẽ không nói đứa con này của hắn không được việc chứ. Chít 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 chít. Trong đại trạch Bùi gia, chim chim mệt mỏi cả ngày từ trong mưa đêm bay về, vô cùng lo lắng tiến vào phòng Vân Ly, rơi xuống đất trượt ra thật xa, trực tiếp không có động tĩnh. Chít chít. Người té chết. Chít chít. Hai bóng người theo sát phía sau, rơi vào dưới mái hiên phòng chính chủ viện. Bùi Tương Quân mặc một bộ trang phục màu đen, trên đầu đội mũ đen rộng vành, bôn ba hơn nửa ngày có chút mỏi mệt, đẩy cửa phòng ra, đoán chừng kinh đường còn trong thành bận bịu chuyện nhà quan. Quan phủ đúng là, sai xử người ta làm việc như trâu, cũng may hôm qua có trở về nghỉ ngơi. Lạc Ngưng mặc một bộ váy dài màu xanh, trên đầu đội mũ, bôn ba trong mưa đêm, ngay cả quần lót đều ướt đẫm, vào cửa tháo mũ xuống thì lập tức tháo đai lưng, vừa rồi đi bên ngoài hắc nha dò xét. Vương Thái Y đi vào trị thương cho người ta, Cừu Thiên Hợp còn trên nóc nhà nói chuyện phiếm với Bạch Phát Đế Thính, hẳn là chuyện đã xong, hắn còn bận rộn cái gì nữa. Thành Tây hình như còn đang phong tỏa, hẳn là bên đó. Trong lúc nói chuyện phiếm, ánh đèn trong khuê phòng sáng lên. Bùi Tương Quân đóng cửa sổ lại, đưa tay tháo đai lưng, kinh y màu đen rơi xuống mặt đất, giống như Lạc Ngưng, không có một chỗ nào trên người khô ráo. Bùi Tương Quân đi tới trước tủ đứng trước tú sàng, mở cửa tủ ra, lấy từ bên trong ra hai bộ váy ngủ sạch sẽ, ngồi ở bên giường. Lạc Ngưng ngồi xuống, tay vòng ra phía sau cởi áo váy, dư quang nhìn qua vạt áo quy mô không tầm thường của Tam Nương, vô thức ngồi thẳng lên một chút. Bùi Tương Quân nhạy cảm nhận ra điểm này, cũng hơi xoay người, ngươi rất hữu dụng sao, rõ ràng lớn hơn ngươi một vòng. Lạc Ngưng cảm thấy A-di này đang mượn ngược khinh người, lạnh như băng nói, lớn có làm được cái gì. Ngươi lại không dùng được, đánh nhau vẫn là vướng víu. Đáy mắt Bùi Tương Quân có chút đắc ý, đen. Không dùng được và không có là hai việc khác nhau. Lạc Ngưng ánh mắt hơi trầm xuống, hơi châm trước, nghĩ tới một chuyện phiền lòng. Hôm nay nàng đi bên ngoài hắc nha dò xét, có thể xác nhận Cừu Thiên Hợp đi đánh Tào Công Công lập công chuộc tội. Từ quan hệ giữa Cừu Thiên Hợp và hắc nha lục sát, chỉ sợ qua không được bao lâu thì có thể khôi phục tự do. Các bạn đang nghe chuyện Nữ Hiệp Chậm Đã của tác giả Quan Quan Công Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 399, ngươi có thích hắn không? Nàng và Vân Ly đến kinh thành, mục đích là vì nghĩ cách cứu viện Cừu Thiên Hợp. Bây giờ mục tiêu đã đạt được, giáo chủ phu nhân nàng cũng không thể tiếp tục ở lại kinh thành cứu người. Không nói tiết Bạch Cẩm, chỉ là Vân Ly cũng khó mà giải thích được. Tiểu tặc lẫn vào quan trường phong sinh thủy khởi, không thể nào theo nàng về Nam Tiêu Sơn làm phản tặc, Tam Nương cũng sẽ không để tiểu tặc đi. Thật ra thì nàng cũng không muốn tiểu tặc từ bỏ tiền đồ tốt đẹp. Trong lòng dự định là nếu như thực sự không tìm được cớ thì về Nam Tiêu Sơn ở mấy tháng giả vờ giả vịt, sau đó lại kiếm cớ chạy tới đây. Nếu như nàng muốn rời khỏi một thời gian, chắc chắn phải đề phòng tiểu tặc xảy ra chuyện, mặc dù trong lòng không vui nhưng từ góc độ lý trí cân nhắc, vẫn cần phải có người giúp tiểu tặc điều trị thân thể. Lạc Ngưng không rõ ràng nữ vương gia và tiểu tặc đi đến một bước nào, bằng cảm giác đánh giá thì hẳn là không xảy ra quan hệ đặc thù gì. Nếu như nhất định phải chọn giữa nữ vương gia và Tam Nương, chắc chắn nàng khuynh hướng người cùng là giang hồ nữ tử như Tam Nương. Tác hợp nữ vương gia bên triều đình, như vậy không phải là tìm tội cho mình chịu hay sao? Lạc Ngưng âm thầm suy tư một lát, đảo mắt nhìn về phía Tam Nương bên người, Dạ Kinh Đường không ở đây, chúng ta mở rộng lòng mình tâm sự, có phải ngươi cũng thích Kinh Đường hay không? Bùi Tương Quân có chút dừng động tác lại, nhìn về phía Lạc Ngưng đang diễn vai vợ cả, ngươi có ý gì? Ta không tranh giành tình nhân với ngươi, chỉ là bàn việc. Lạc Ngưng trong lúc nói chuyện, mắt liếc Tam Nương, chợt phát hiện Tam Nương cũng giống như nàng, nhìn ra cực kỳ trắng, cũng xinh đẹp, cũng là loại mà tiểu tặc đó thích. Trong lòng Lạc Ngưng có chút cổ quái, kéo chân mỏng tới đắp lên trên đùi, tiếp tục nói, thân thể Dạ Kinh Đường cần điều trị thường xuyên, ngươi cũng biết. Có thể ta phải về môn phái một chuyến, nhất định phải có người điều trị thân thể cho tiểu tặc mỗi ngày. Nếu như ngươi thích Kinh Đường, ta không làm khó dễ ngươi, nhưng nếu như ngươi giả vờ giả vịt với ta, lê ma lê mề không nói lời trong lòng, ta sẽ đi mời người khác hỗ trợ.
Bùi Tương Quân không ngờ được là Lạc Ngưng lại nói tới chuyện này, chớp chớp con mắt, hiện ra một chút dị sắc. Trước kia nàng không làm rõ được mình đối xử tốt với Kinh Đường là vì Hồng Hoa Lâu hay là vì bản thân mình. Nhưng từ khi Hồ Mị Tử này cướp vị trí của nàng ở cửa chính, khiến cho nàng suýt chút tức chết, lại dùng nhau vượt qua sống chết ở Đông Tế. Nói không có ý gì với Kinh Đường không phải là đang lừa gạt quỷ sao. Bùi Tương Quân ánh mắt vụt sáng, hơi châm trước, chuyện này. Ta thương lượng với Kinh Đường, không cần ngươi quan tâm. Ngươi thương lượng cái gì? Lạc Ngưng nghe nàng nói chuyện kiểu vậy, không vui, ngươi đừng có mạnh miệng, loại chuyện này nói không chừng ngay cả Tú Hà cũng không bằng. Ta ở cửa chính nhà ngươi lôi Kinh Đường đi, ngươi nói một câu cũng không dám nói, kêu ngươi dùng ngực lau mặt cho Kinh Đường. Ngươi trung thực cởi áo váy, bị Kinh Đường hôn ngực còn giả bộ như không có chuyện gì. Dựa vào chính ngươi suy nghĩ, sợ là đến lúc nhà người ta con cái đầy đàn rồi mà ngươi vẫn chưa làm được gì đó. Bùi Tương Quân cảm thấy nói như vậy thật khó nghe, hơi nổi nóng, ngươi nói gì vậy? Lần trước ta chuẩn bị điều trị cho Kinh Đường, ngươi nhất định muốn đoạt, nếu không phải ngươi thò một chân vào thì bây giờ ai nhăn nhó khó mà nói được. Ta là không muốn cãi nhau với Hồ Mị Tử nhà ngươi, khiến cho Kinh Đường khó xử, mới nể mặt ngươi mấy phần. Đó chính là thích. Bùi Tương Quân hơi khẽ hít một hơi, suy nghĩ, ta biết Kinh Đường trước, đại bá mẫu của hắn đã định gả ta cho Kinh Đường. Ngươi cho dù có gạo nấu thành cơm với Kinh Đường trước, dựa theo trình tự cũng nên là ngươi nghe ta nói. Lạc Ngưng giơ tay lên, chúng ta không trò chuyện vấn đề tới trước tới sau. Dạ, Kinh Đường mặc dù háo sắc nhưng chỉ háo sắc với ta, ngươi không chủ động bày tỏ tâm ý, chắc chắn hắn sẽ không phản ứng ngươi. Ta vừa đi, ngươi lại nhăn nhăn nhó nhó, hắn không ai điều trị, tự mình kìm nén, lỡ như xảy ra chuyện. Bùi Tương Quân có chút nhíu mày, ý ngươi là để cho ta chủ động đi tìm Kinh Đường thổ lộ nội tâm, sau đó kia cái gì? Lạc Ngưng khẽ gật đầu, lần trước mua thuốc, 2 viên còn lại, nếu ngươi ngại mở miệng, ăn 1 viên, sau đó ngày mai chuyện gì cũng đều được giải quyết. Bùi Tương Quân ánh mắt cổ quái, ta không có điên, hạ dược cho mình làm gì, còn chuyện này. Lạc Ngưng không vui nói, Tam Nương, ta nói thật lòng với ngươi, ngươi còn như vậy, sau này ta sẽ không để ý đến ngươi nữa. Được rồi, ta đã biết, ngươi hung dữ cái gì. Nếu như ngươi không có mặt ở đây, ta sẽ giúp Kinh Đường điều trị, ngươi đối xử với Kinh Đường như thế nào, ta cũng sẽ không kém ngươi chút nào. Chừng nào thì ngươi đi. Lạc Ngưng cảm thấy Tam Nương không có lương tâm, còn ngóng trông nàng nhanh đi. Ta không muốn đi, nhưng trong nhà có một chút chuyện, nói không chính xác, ngươi đừng chờ sắp chết đến nơi mới nhớ tới lâm trận mới mài gươm. Nếu ngươi không nói ra sớm, ta đi ra ngoài sẽ dẫn Kinh Đường theo, ngươi ở kinh thành từ từ suy nghĩ đi. Chương 400, ngồi lên mặt. Ai già? Bùi Tương Quân ngồi ở bên người, gương mặt thục mỹ có chút phức tạp, thoạt nhìn là đang âm thầm châm trước. Lạc Ngưng cũng không có quấy rầy, chỉ là không nhanh không chậm đổi y phục, nhưng đổi được một nửa, bỗng nhiên nghe thấy dưới giường truyền đến một tiếng bét, soạt, a, 2 tiếng kinh hô. Bên trong Thanh Long Đường, khói nhang rải rác. Dạ, Kinh Đường đứng chắp tay trước linh vị, hồi tưởng đến những ngày tháng bên cạnh nghĩa phụ. Trước kia nghĩa phụ luôn say khướt, nhìn giống như một lão đầu bình thường, cũng không cảm thấy đặc biệt. Bây giờ đi vào giang hồ một lượt, hiểu rõ chuyện giang hồ của nghĩa phụ năm đó, mới hiểu được phía sau người cả ngày mượn rượu tiêu sầu giấu bao nhiêu thứ. Đang âm thầm suy tư, lối vào địa đạo truyền đến một chút động tĩnh. Dạ, Kinh Đường lấy lại tinh thần, biết Tam Nương trở về, tắt đế đèn, quay người đi vào địa đạo, còn không có mở cửa thì nghe được câu chuyện của Lạc Nữ Hiệp và Tam Nương. Dạ, Kinh Đường nháy nháy mắt, bước nhẹ lại, vô thanh vô tức đi đến cửa vào, lặng lẽ lắng nghe, đó chính là thích. Ta biết Kinh Đường trước, nghe là hai nữ tử đang len lén nói chuyện riêng. Dạ, Kinh Đường có thể cảm nhận được Ngưng Nhi giống như vợ cả, Tam Nương thì có chút sợ, trong lòng có chút buồn cười. Nghe chốc lát, thấy hai người bỗng nhiên không nói, Dạ, Kinh Đường vốn định lên tiếng hù dọa một chút nhưng nghĩ tới lần đầu tiên tới chỗ này, bị Tam Nương hù không nhẹ. Thấy lúc này Lạc Nữ Hiệp cũng ngồi lên trên, trong lòng Dạ Kinh Đường khẽ động, lặng lẽ di chuyển cơ quan cửa vào. Bét! Ván giường từ đó tách ra, lộ ra ánh sáng phía trên, không có gì bất ngờ xảy ra, 2 tiếng kinh hô cũng vang lên. À. Dạ Kinh Đường ý cười đầy mặt, đang muốn đỡ được hai nữ tử, kết quả đưa mắt nhìn lại. Hai nữ tử võ nghệ không tầm thường, khả năng giữ thăng bằng cực mạnh,
Mặc dù xử trí không kịp đề phòng rớt xuống nhưng đều quay người ở giữa không trung, muốn cứu vãn tư thế rơi xuống đất. Kết quả chuyển tới một nửa, phát hiện phía dưới có người đứng, đáy mắt hiện ra kinh ngạc, sau đó loạn trận cước. Bùi Tương Quân biết phía dưới có địa đạo, phản ứng tỉnh táo hơn một chút, khôi phục giữa không trung, hai chân đứng thẳng, muốn một cước dẫm choáng người phía dưới. Phát hiện người đứng ở phía dưới chính là Dạ Kinh Đường, Bùi Tương Quân vội vàng dịch đôi chân sắp đạp trúng mặt hắn ra, mà làm như vậy cũng khiến cho nàng mất thăng bằng, té cái bình xa lạc nhạn. Dạ Kinh Đường thấy Ngưng Nhi luống cuống tay chân nằm ngang rơi xuống, đưa tay đón Ngưng Nhi bối rối mất cân bằng, sau đó con ngươi hơi co lại, nhìn thấy bạch nguyệt quang ở trước mắt nhanh chóng phóng đại, sau đó chính là mắt tối sầm lại. Bành! Trong địa đạo vang lên một tiếng vang trầm, ván giường tách ra lại khép lại, chỉ còn lại ánh sáng đèn trên vách tường. Lạc Ngưng vội vàng không kịp chuẩn bị rơi vào hố, còn rơi vào trên người nam nhân, hồn đều bị dọa rơi mất một nửa, khi nhìn rõ phía dưới là tiểu tặc mới không có một chưởng đánh ra. Chờ ổn định thân hình, biểu cảm Lạc Ngưng vẫn có chút hoảng sợ, ngồi trên cánh tay Dạ Kinh Đường, vô thức ôm Dạ Kinh Đường, ngẫm lại lại đưa tay vỗ xuống, ngươi tiểu tặc này. Sao lại giấu dưới gầm giường? Bùi Tương Quân nửa đường ra chiêu lại thu chiêu, luống cuống tay chân đập vào trên người Dạ Kinh Đường, chờ thân hình đứng lại. Phát hiện đang ngồi bên cánh tay phải của Kinh Đường, cúi đầu có thể nhìn thấy gương mặt lạnh lùng đang làm bộ nhắm mắt của Kinh Đường. Bùi Tương Quân nhớ tới vừa rồi rơi xuống, hình như ngồi trên mặt Kinh Đường một chút, gương mặt thục mỹ đỏ lên như máu, không nói nên lời. Dạ Kinh Đường một tay một người, giữ vẻ mặt không có chút rung động nào, nhắm mắt lại giải thích. Ta thấy các ngươi không có trở về, đi thắp cho nghĩa phụ nén hương, nghe thấy động tĩnh, lúc đầu chỉ muốn đùa một chút. Lạc Ngưng cúi đầu đưa mắt nhìn, lông mày dựng lên, chúng ta đang thay y phục. Ta thấy tiểu tặc ngươi cố ý, mau đưa chúng ta ra ngoài. Bùi Tương Quân gương mặt nóng bỏng, cũng không dám lên tiếng, nghe vậy vội vàng đưa tay bóp cơ quan. Két! Ván giường tách ra, lộ ra ánh sáng phía trên. Dạ Kinh Đường phi thân nhảy lên, rơi vào trong phòng, buông hai người xuống. Bùi Tương Quân sau khi hạ xuống thì vội vàng kéo chăn mỏng, đợi che kín rồi mới ngấm ngầm nhẹ nhàng thở ra. Kinh Đường, ta, vừa rồi ta không có nện vào ngươi chứ. Lạc Ngưng cảm thấy tam nương có chút không có tiền đồ, ngươi còn quan tâm nện có nện vào hắn hay không, hắn vui vẻ còn không kịp. Nói xong, có thể là sợ tiểu tặc chơi một pháo nổ hai lần, ánh mắt tràn đầy cảnh giác chuẩn bị chạy ra ngoài. Dạ Kinh Đường nhắm mắt lại, cũng không tiện mở ra, chỉ nói, ta không sao. Sắc trời đã tối, ta đi ra ngoài trước, tam nương nghỉ ngơi sớm một chút. Bùi Tương Quân bờ môi giật giật, muốn hỏi Dạ Kinh Đường có nghe lén câu chuyện giữa hai người hay không, nhưng tâm loạn như ma, thực sự không có tâm trạng hỏi, vội vàng buông màn ra. Các bạn vừa nghe xong tập 40 của bộ truyện Nữ Hiệp Chậm Đã của tác giả Quan Quan Công Tử tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.